Người, bây giờ là mình đang ở dưới bờ sông đó mọi người này. Đấy, mình đang ở dưới bờ sông. Bây giờ mình ra đây ra chỗ này để mình ra sông đây để mình xem là mình sẽ hai cái bãi sỏi rất là đẹp đúng không mọi người? Mình sẽ ôn lại cái trò chơi ngày trước xem thế nào mọi người nha. Đấy, mọi người hãy cùng chơi với mình nha. Đấy, bây giờ mình sẽ làm một cái ở đây. Mình sẽ làm một cái ở đây không có cát nhỉ. Xích lại đây một tí nhỉ mọi người nhỉ? Mình qua nhà đây cho mọi người xem nhỉ. Mình sẽ là mình xích cho đoạn nào để cho nó có cát để mình xây một mình đắp một cái hình mình sẽ chưa bật bí cho mọi người biết. Tí nữa mình sẽ bật bí cho mọi người biết sau. Bây giờ mình sẽ cho mọi người sẽ quay về hướng này đi. Quay về hướng này để cho mọi người xem ở đây. Đó. Mình sẽ làm một cái mình sẽ xây một cái tim má mọi người nha. Mình sẽ làm một cái quả tim. Đó, tim. Xếp đá này. Cào này vào đây. Đấy. Cắt thành nhiều hình quả tim. Cắt một hình quả tim rất là đẹp. Tim bé thôi nha mọi người nha. Tim bé. Vuông nó lại. Vuông như này. Quá mọi người không thấy đúng không? Mình sẽ lại cao này. Đấy, mọi người thấy chưa? Mình đang xây tim. Làm một quả tim. Đáng lẽ là đây mình chỉ có đá mà xếp. Xếp cho nó dễ nhìn đấy. Xếp cho nó dễ nhìn.
các con vào bờ, các con vào bờ. Mọi người thấy chưa? Mình làm một quả tim rất là đẹp đúng không? Đấy, người xem này, đấy thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Mình đã xây được một cái quả tim rồi nha mọi người nhé. Đấy, quả tim tim đá này mình dễ dẹp để mọi người xem đấy. Nhưng mà mình cũng làm không được đẹp lắm đúng không nhỉ mọi người nhỉ? Giờ mình sẽ ra mình rửa tay đi, cái làm tay mình toàn rất là cát nha mọi người nhé. Mình chạy ra đây mình rửa cái tay mình ạ. Lâu lắm rồi, lúc bé thì mình rất là mình chạy ra mình rửa tay rồi. Lúc bé thì mình rất là hay ra sông hay chơi những cái trò chơi như vậy đấy mọi người đấy. Mình làm cái quả tim mọi người thấy chưa? Quả tim là mình ngoái mãi từ nãy đến giờ đấy. Mình bốc đá mãi từ nãy đến giờ mới được cái quả tim như vậy. Đấy, mọi khi là bé rồi là chơi sông xây lô đoài cát này. Đấy, rồi là làm những cái quả tim như thế, quả tim bằng cát. Thôi mình bây giờ mình đi về, mọi người không chơi nữa. Xin chào, bye bye, bye bye tất cả mọi người nhé.